Ông chủ quầy mì bỗng chốc nổi tiếng vì thân hình cơ bắp. Chàng trai 29 tuổi, chủ quầy mì Cá Viên, bỗng chốc trở nên nổi tiếng vì sở hữu thân hình rắn giỏi, cơ bắp như vận động viên thể hình. Nếu gặp lần đầu, hẳn nhiều người sẽ lầm tưởng William Lin, 29 tuổi, là một vận động viên thể hình hay huấn luyện viên gym nhờ sở hữu gương mặt sáng sủa, cơ thể rắn giỏi. Song thực tế, anh lại là chủ quầy mì Cá Viên Hong Sing ở khu Bukit Merak, Singapore. Năm ngoái, ông chủ quán mì góp mặt trong cuộc thi Miss World Singapore và được công chúng chú ý. Dù thu hút lượng người hâm mộ không nhỏ, nhưng anh cho biết sẽ vẫn tiếp tục công việc kinh doanh quầy hàng rong thay vì làm người nổi tiếng. Qua nỗ lực của mình, tôi hy vọng những người bán hàng rong được công nhận nhiều hơn. Dù làm nghề gì đi chăng nữa, bạn cũng xứng đáng được quan tâm, anh nói. Được biết, William Lin sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nghèo thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Gia đình làm nghề nông. 15 năm trước, cả gia đình anh chuyển đến Singapore vì muốn tìm kiếm cơ hội mới. Thời gian đầu, Lin đi dạy tiếng Trung cho một trung tâm. Còn bố mẹ buôn bán quầy mì Cá Viên. 3 năm trước, anh tiếp quản công việc kinh doanh của bố mẹ đã nhiều tuổi. Việc dạy tiếng trở thành nghề tay trái. 3 năm trước, tôi về bán mì toàn thời gian. Bố mẹ phản đối gay gắt quyết định này, song tôi vẫn làm vậy vì lo cho sức khỏe của họ, anh nói. Chàng trai gốc Phúc Kiến bắt đầu công việc từ 10 giờ sáng và dọn hàng lúc 11 giờ đêm. 12 tiếng mỗi ngày, anh đều có mặt ở quầy mì. Tất bật với việc bếp núc, nếu phải làm chả cá, Lin sẽ phải dậy từ 1 giờ sáng để kịp chuẩn bị nguyên liệu cho buổi bán hàng. Bận rộn với quầy mì, nhưng Lin không bao giờ bỏ bê tập luyện. Anh tập gym bất cứ lúc nào để duy trì cơ bắp ấn tượng và luôn mang theo mình một đôi giày chạy trong túi. Nếu không tập luyện trong ca làm, Lin sẽ chạy bộ từ cửa hàng về nhà thay cho các bài tập bình thường. Ngoài ra, anh cũng luôn chú ý tới ngoại hình của mình, từ kiểu tóc, trang phục và chỉnh trang gương mặt. Thú thực, tôi thích cảm giác được khen ngợi về ngoại hình. Tôi muốn được nhiều người biết đến để truyền năng lượng tích cực cho những người xung quanh, anh nói. Hiện Lin đã kết hôn và có một cậu con trai 5 tuổi, vừa kinh doanh vừa tập gym, vừa chăm sóc gia đình. Lin phải hy sinh giấc ngủ để mọi thứ được chu toàn. Thành công nào cũng có sự hy sinh. Tôi nhiều lần đổ bệnh vì thiếu ngủ, nhưng không hề hối hận. Thay vì đi hộp đêm, uống rượu và sống buông thả, tôi thích dành thời gian cho những điều có ích, anh chàng cơ bắp chia sẻ.